Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Son Jin trong Crash Landing on You hay Ha Ji Won trong Secret Garden, ai có phản ứng hóa học tốt với Hun Bin hơn? Hãy cùng bỏ phiếu. Trong khi Hun Bin và Son Jin mê hoặc tất cả chúng ta với phản ứng hóa học giòn giã của họ trong bộ phim truyền hình ăn khách năm 2020 Crash Landing on You, cách đây một thập kỷ, phản ứng hóa học đáng kinh ngạc của cựu thành viên với Ha Ji Won trong Secret Garden mà người xem không thể hiểu được. Hãy bình chọn và bình luận bạn nghĩ nữ diễn viên nào có phản ứng hóa học tốt nhất với nam diễn viên 37 tuổi Hun Bin. Khi nói đến chuyện phim truyền hình K-drama, người xem luôn đoán trước được phản ứng hóa học giữa các vai chính sẽ như thế nào. Đó là một trong những yếu tố quyết định để những người xem để xem nó nên trở thành người hâm mộ suốt đời và liệu họ có đầu tư vào bộ phim ngay đầu hay không. Hun Bin, một trong những ngôi sao K-drama được yêu thích nhất, là một thiên tài khi nói đến phản ứng hóa học màn ảnh với các bạn diễn đáng yêu của mình. Cho dù đó là với Son Jin trong Crash Landing on You hay Ha Ji Won trong Secret Garden. Trước khi hợp tác với Son Jin trong Crash Landing on You, Bin và Jin đã từng đóng chung trong The Negotiation. Vì thế, các diễn viên đã ăn ý với nhau hơn vào thời điểm đó đóng vai trong K-drama nổi tiếng năm 2020. Người xem nay lập tức chuyển sang chế độ chú ý vì bạn không thể bỏ qua những phản ứng hóa học giòn giã mà các bạn diễn chia sẻ. Điều này đã dẫn dắt cốt truyện của cặp tình nhân vượt qua sao trở nên hoàn hảo. Từ lần gặp đầu tiên của họ, khi Jun Se-ji, một người thừa kế Hàn Quốc, rơi vào vòng tay của Ri Jeong Hyuk, một đội trưởng Triều Tiên trong quân đội nhân dân Triều Tiên, cho đến mối tình lãng mạn nảy nở cuối cùng của họ, Bin và Jaejin rất dễ thương khi họ bộc lửa trên màn ảnh. Mặt khác, chúng ta có Bin và Ha Ji Won, những người cách đây hơn một thập kỷ đã khiến chúng ta phải kinh ngạc với phản ứng hóa học điện tử của họ trong Secret Garden, giống như cặp Crash Landing on You, là hai phần đáng yêu và say đắm. Hơn nữa, chính phương trình nổi loạn của họ với tầng lớp xã hội đóng một vai trò rất lớn khiến người xem cuốn hút và bảo hiểm truyền hình Kha nổi tiếng. Hóa học của họ không bao giờ rời khỏi khung hình dù chỉ một lần, ngay cả khi linh hồn của nhân vật của họ chuyển đổi cơ thể. Hơn nữa, cặp đôi này đã xứng đáng mang về giải cặp đôi đẹp nhất của lễ trao giải SBS. Điều này đã đặt ra câu hỏi, ai có phản ứng hóa học tốt với Hun Bin hơn? Hãy bình chọn ở bên dưới và thậm chí cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn trong phản ứng bình luận ở phía dưới nhé.